0 giờ 45 phút rạng sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam, trận lượt về giữa Manchester United và Real Betis ở vòng 1/8 Europa League sẽ được diễn ra trên sân vận động Benito Villamarín. Với lợi thế quá lớn đã giành được ở trận lượt đi, thầy trò Erik ten Hag đang tràn trề hy vọng tiến vào tứ kết, chỉ cần họ không thất bại quá hai bàn trên đất Tây Ban Nha. Đây được xem là tuần thi đấu quan trọng quyết định đến thành công ở hai đấu trường là Europa League và FA Cup. Liệu với lợi thế đã có được cách đây một tuần, chiến lược gia người Hà Lan có để cho các trụ cột nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận đấu tứ kết Cúp Cô Đơn vào chủ nhật tuần này? Vâng, không để quý vị và các bạn đợi lâu, xin mời đến ngay với chương trình nhận định trước màn so tài giữa Real Betis và Man United của Random Football. Man United đã có sự trở lại mạnh mẽ sau thất bại trước Liverpool bằng một chiến thắng tưng bừng trước Real Betis ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League. Tận dụng lợi thế sân nhà, các học trò của Erik ten Hag đã thi đấu vô cùng thăng hoa khi liên tục dồn ép đối thủ, đặc biệt là trong hiệp 2. Thắng lợi với tỷ số 4-1 không chỉ giúp đội bóng lấy lại tinh thần mà còn đặt một chân vào vòng tứ kết. Với lợi thế lớn đã có được cách đây một tuần, Man United sẽ dễ thở hơn rất nhiều trong chuyến hành quân đến đất Tây Ban Nha. Chỉ cần không nhận thất bại quá hai bàn, Quỷ Đỏ sẽ chính thức ghi tên mình vào tứ kết. Luật bàn thắng trên sân khách đã được hủy bỏ. Vì vậy, trong trường hợp Real Betis cân bằng tỷ số, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Có một điều khá thú vị là trước khi gặp đoàn quân của Manuel Pellegrini, Quỷ Đỏ đều phải trải qua những sự kiện không hề vui một chút nào. Trước trận lượt đi là thất bại nặng nề khi hành quân đến Anfield, còn cuối tuần vừa qua trước Southampton là trận hòa khá ức chế do nhiều quyết định gây tranh cãi từ tổ trọng tài với đội chủ sân Old Trafford. Tấm thẻ đỏ thứ hai của Casemiro trong vòng hơn một tháng sẽ khiến cho anh phải vắng mặt trong 4 trận đấu tới của Man United ở đấu trường quốc nội. Rất may là anh vẫn có thể ra sân ở chuyến làm khách trước Real Betis nhằm đảm bảo sự chắc chắn nơi tuyến giữa và củng cố tấm vé vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất Europa League. Trong khi đó, người đàn em Alejandro Garnacho lại không được may mắn như vậy. Pha tắc bóng nguy hiểm của Kyle Walker-Peters đã khiến cho sao mai người Argentina bị bong gân dây chằng mắt cá chân phải. Qua đó, anh sẽ bỏ lỡ cơ hội tập trung cùng với đội tuyển xứ sở Tango để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu vào tuần sau, đồng thời phải rời xa sân cỏ trong vòng 6 tuần tới. Và trong danh sách di chuyển đến xứ sở đấu bò để thi đấu trận lượt về, Erik ten Hag cũng không có trong tay hai nhân tố, đó là Anthony Martial và Anthony. Cụ mã đã trở lại tập luyện cùng với toàn đội, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để góp mặt trong đội hình. Cùng với chàng vũ công Samba, thể trạng của anh cũng không đủ tốt vì bị ốm, và hai ngôi sao này sẽ được kỳ vọng trở lại vào chủ nhật tới. Ngoài những trường hợp vắng mặt kể trên, Man United sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ Victor Lindelof cùng với quốc trưởng Marcel Sabitzer. Người băng đã bị ốm và bỏ lỡ trận đấu với Southampton cuối tuần qua, trong khi tiền vệ người Áo dính phải chấn thương trong vòng một tuần vừa qua. Sự trở lại của cả hai cầu thủ này là cực kỳ quan trọng đối với chiến lược gia người Hà Lan, vì trước khi mùa giải tạm dừng để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, Quỷ Đỏ còn có một trận đấu cực kỳ quan trọng trước Fulham ở tứ kết FA Cup, nơi mà họ sẽ không có cỗ xe tăng Casemiro do án treo giò vì tấm thẻ đỏ vừa qua. Với quãng nghỉ chưa đầy 3 ngày trước trận đấu tiếp theo, liệu Erik ten Hag có muốn để cho các trụ cột nghỉ ngơi để sẵn sàng xung trận vào chủ nhật này? Hiện tại, có hai cầu thủ sẽ bị treo giò nếu nhận thẻ vàng ở trận đấu vào rạng sáng mai, đó là Casemiro cùng với Bruno Fernandes. Cựu sao Real Madrid có thể chơi trọn 90 phút trên đất Tây Ban Nha vì anh sẽ vắng mặt vào cuối tuần này, trong khi tiền vệ người Bồ Đào Nha là nhân tố cần phải được nghỉ ngơi nhất trong đội hình hiện tại. Nhìn những bước chạy rệu rã của anh trước Southampton đã chứng minh Bruno đang cạn kiệt năng lượng ra sao sau khi cày ải liên tục. Nếu thầy 10 quyết định để Bruno nghỉ ngơi, ông hoàn toàn có thể xếp tài năng trẻ Facundo Pellistri hay Marcel Sabitzer đá chính. Nếu sao mai người Uruguay xuất phát bên hành lang phải, Jadon Sancho nhiều khả năng sẽ chám vào vai trò mà người đồng đội mang áo số 8 để lại. Tân binh mùa đông Marcel Sabitzer cũng là lựa chọn đáng để thử nghiệm ở trận đấu này. Anh sẽ là cầu thủ quan trọng thay thế vai trò của Casemiro trong những trận đấu tới. Vì vậy, đối đầu với Real Betis chính là bước chạy đà hoàn hảo để anh bắt nhịp lại với toàn đội và có được trạng thái sung mãn nhất để thi đấu tứ kết FA Cup vào cuối tuần này.
Ngoài những vị trí trên hàng tấn công, tuyến dưới cũng sẽ là nơi có nhiều thay đổi của Man United. Bộ đôi trung vệ số 1 là Rafael Varane cùng với Lisandro Martinez sẽ được nghỉ ngơi và có thể là cả Luke Shaw nữa. Vì dẫu sao trong tay nhà cầm quân 53 tuổi vẫn còn những quân bài chất lượng nơi hàng phòng ngự và sẵn sàng ra sân khi cần thiết. Về phần Real Betis, dù đã chơi rất cố gắng ở trận lượt đi, nhưng sự bùng nổ mạnh mẽ từ đại diện nước Anh trong hiệp 2 đã khiến họ không thể chống trả. Và khi được trở về sân nhà, thầy trò Manuel Pellegrini sẽ dốc toàn lực cho hàng công, vì chỉ có tràn lên ghi bàn thì họ mới có thể hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Man United. Nhưng nên nhớ rằng, Quỷ Đỏ là đội bóng rất giỏi khi chơi phòng ngự phản công, và nếu mắc sai lầm như ở trận lượt đi, đội bóng thành Sevilla sẽ hoàn toàn có thể phải trả giá. Ở trận đấu vào rạng sáng ngày mai, đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Luis Felipe do chấn thương gân kheo. Ngoài ra, chiến lược gia người Chile cũng sẽ không có bộ tứ Juan Cruz, Nabil Fekir, Martin Montoya và Pau Arcuju vì chấn thương dài hạn. Nhiều khả năng, Real Betis sẽ tung ra sân đội hình giàu sức tấn công ở màn tiếp đón Man United, Rodri, Sergio Canales hay đặc biệt là chân sút hàng đầu của đội là Borja Iglesias sẽ có cơ hội ra sân ngay từ đầu. Ngoài ra, những Iorgi Perez hay Luis Enrique vẫn sẽ là những quân bài tấn công chất lượng đã thể hiện khá tốt ở lượt đi. Real Betis đã có màn chạy đà không thực sự tốt trước trận lượt về vòng 1/8 Europa League, đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé tham dự Cúp châu Âu là Villarreal. Mặc dù đã có bàn mở tỷ số ngay trong hiệp 1 nhờ công của Borja Iglesias, nhưng đoàn quân của cựu thuyền trưởng Man City đã không thể bảo toàn lợi thế khi để Jeremy Pino cân bằng tỷ số 1-1. Đây sẽ là một tuần thi đấu quan trọng của đại diện thành Manchester ở cả hai đấu trường cúp. Liệu với lợi thế đã có được ở lượt đi, huấn luyện viên Erik ten Hag có muốn tiết kiệm thể lực của các trụ cột trước trận đại chiến tại tứ kết FA Cup, nơi mà họ có thể giành danh hiệu thứ hai ở mùa giải này sau chức vô địch Carabao Cup? Hãy cùng đón chờ màn so tài giữa Real Betis và Man United vào 0:45 phút thứ sáu ngày 17 tháng 3. Tiếp theo, hãy cùng Random Football điểm qua một chút về lịch sử đối đầu giữa hai đội. Trong lịch sử, Man United và Real Betis chưa bao giờ đối đầu với nhau ở đấu trường châu Âu. Lần gần nhất mà hai đội chạm trán nhau chính là trận lượt đi cách đây một tuần trên đất Anh, nơi mà đoàn quân của Erik ten Hag đã hủy diệt đại diện xứ sở đấu bò với tỷ số 4-1. Ở Europa League mùa giải năm nay, Quỷ Đỏ đã chạm trán hai câu lạc bộ đến từ xứ sở đấu bò, đó là Real Sociedad và Barcelona. Mới đây nhất chính là Real Betis. Qua 5 trận đấu, thành tích của đội chủ sân Old Trafford là 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đây là tín hiệu rất tích cực khi mà trước đây Man United luôn gặp khó khăn khi đối đầu với các đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Với Real Betis, họ đã chạm trán hai đại diện của xứ sở sương mù tại vòng bảng Champions League mùa giải 2005-2006, đó là Chelsea cùng với Liverpool. Sau tổng cộng 4 lần gặp gỡ, Real Betis giành được 1 thắng lợi trước Chelsea trên sân nhà, hòa Liverpool ngay tại Anfield và nhận về 2 thất bại. Kết thúc vòng bảng, đội bóng áo sọc xanh trắng xếp ở vị trí thứ 3 với 7 điểm và phải xuống chơi ở UEFA Cup. Bây giờ, hãy cùng đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của hai đội trước trận đấu vào rạng sáng thứ 6 tới. Về phía Man United, sơ đồ 4-2-3-1 tiếp tục được huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành số 1 David De Gea. Bộ đôi trung vệ sẽ là cặp đôi Harry Maguire cùng với Victor Lindelof. Trong khi hai hành lang cánh bao gồm Diogo Dalot bên cánh phải và Tyrell Malacia ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi người Brazil Casemiro kết hợp cùng với đại đế Fred. Trên hàng tấn công, Bruno Fernandes sẽ chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho bộ ba tấn công Marcus Rashford bên trái, Jadon Sancho bên phải và trung phong cắm mang tên Wout Weghorst. Về phía Real Betis, sơ đồ mà huấn luyện viên Manuel Pellegrini sử dụng sẽ là 4-2-3-1. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành kỳ cựu người Chile Claudio Bravo. Bộ đôi trung vệ sẽ bao gồm Germán Pezzella cùng với Victor Ruiz. Hai cái tên đảm nhiệm hành lang cánh sẽ là Youssouf Sabali bên cánh phải và Juan Miranda ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi Guido Rodriguez kết hợp cùng với William Carvalho. Trên hàng công, Rodri sẽ chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho bộ ba tấn công Iorgi Perez bên trái, Luis Enrique bên phải và trung phong cắm mang tên Borja Iglesias. Cuối cùng, hãy đến với những phát biểu từ hai vị chiến lược gia trước trận đấu vào giữa tuần này. Về phía Man United, Erik ten Hag đã có những chia sẻ về sức mạnh của đội cũng như tình hình lực lượng sứt mẻ trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ
chúng ta đã có những tiến bộ tốt, nhưng cũng phải thừa nhận rằng vẫn còn khoảng cách khá lớn nếu muốn cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu. Tôi không mong đợi chúng tôi thu hẹp khoảng cách đó một cách nhanh chóng, nhưng toàn đội vẫn đang cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu và chúng tôi cũng đã từng đánh bại nhiều đội hàng đầu. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ có một trận đấu là đầy đủ đội hình, đó là màn tiếp đón Man City trên sân nhà và đó cũng là lần duy nhất trong mùa giải năm nay. Còn lại, chúng tôi đều có cầu thủ bị treo giò, chấn thương hoặc vắng mặt vì bị ốm. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã có những lời động viên đến toàn đội trước nhiệm vụ cực kỳ khó khăn này. Điều quan trọng là toàn đội tin rằng họ có thể lội ngược dòng ở trận đấu này, thi đấu đúng với khả năng của mình và gây sức ép mạnh mẽ lên đối thủ. Mặc dù đây không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu muốn trở nên vĩ đại, đội bóng cần phải làm điều thần kỳ trong tình cảnh khó khăn này. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình và khi đó bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Man United là đối thủ rất mạnh, họ là ông lớn tại châu Âu và sẽ không có nhiều cơ hội để chúng tôi có thể ghi bàn. Chỉ cần một sai lầm, toàn đội sẽ phải trả giá. Và nếu muốn ghi nhiều bàn thắng, chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn 100% khả năng của mình. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.